Tisu xin kính chào tất cả cô chú anh chị các bạn xem chương trình, chào đón cả nhà mình đã quay trở lại cùng với kênh Tisu Chu Du. Hôm Tisu sẽ mời cả nhà mình đi đến đường Ngư Ông cùng với Tisu nha. Cái góc này là ở số 267 đường Ngư Ông. Địa chỉ đây nha cả nhà nha, 267 đường Ngư Ông. Bây giờ là 7 giờ rưỡi sáng, Tisu qua muốn chia sẻ cùng với cả nhà một cái món đặc biệt ở quê mình, đó là món bánh bèo. Mình bán góc này được bao nhiêu năm rồi ngoại? Mới là con à, mới bữa dịch tới giờ. À còn hồi trước mình bán ở đâu? Hồi đó con có bán cái này á, bán đồ ăn đó, buổi chiều mà cho làm khẩu nữa. Dạ. Bán cái này ở nhà nhỏ cháu nó làm á. Dạ. Rồi mình lấy mình bán lại thôi à. À. Rồi mình bán đây một ngày được khoảng được bao nhiêu phần? Bữa mình bán hai thước thì 500 ngàn. Xong rồi hết rồi về ha. À, đây là bánh mì ha, bánh mì chiên, còn này là mỡ hả? Mỡ. Rồi đây là đậu xanh, với này là tôm thịt, mà tới đây là hết rồi. Bên kia là bánh. Đây. Đi sâu qua trải qua cả nhà, bà ngoại bán gần hết rồi. Mình bán từ mấy giờ ngoại? 5 giờ rưỡi. Dạ, mình ở đâu ngoại ha? Ở Phú Trinh. À, Phú Trinh hả? Đây, bánh bèo đó cả nhà. Hả? 20 ngàn là không hết hả? Không hết, 10 ngàn đâu. Ủa, ăn 10 ngàn thôi hả? À, sức con là 10 ngàn thôi. À, sức con 10 ngàn, vậy cho con nhiều bánh ngọt á. À, chứ ăn 10 ngàn bỏ uổng con nha. 10 ngàn bao uống, 20 thì bao uống hả? À, 15 ngàn con ăn cũng có hết đâu, 10 thôi. Ăn bữa sau ăn nữa chứ ngán. Cho con thêm bánh ngọt được không? Được. Dạ, cho con nhiều bánh ngọt vô. Con thích ăn này hả? Dạ. 15 ngàn đi nha. Dạ rồi đó, cho con 15 ngàn. Rồi bỏ nhân vô ha. Đây là cái mâm nhân này cả nhà, bà ngoại có mang bánh nữa nè. Bánh mì đâu. Dạ. Này đến giờ cuối rồi cả nhà. Ngon quá. Nước mắm. Rồi con cảm ơn. Đây cả nhà, một cái dĩa bánh bèo 15 ngàn. Đúng là 20 ngàn ăn không hết nổi. Bà ngoại ơi, mình bán 5 giờ rưỡi là bán hả? À. Đời ngày nào cũng bán hay sao ạ? Con bán có bữa 5 giờ 40 con mới xuống đây. Dạ. Ở xa. Dạ. Qua bên cầu đó. Dạ. Rồi đây, mời cả nhà thưởng thức bánh bèo với Tisu nha. À, đây cả nhà mình ở đây, bà ngoại bán vỉa hè nha, cho nên là cho mình ăn mình sẽ ngồi vỉa hè ở đây ăn, còn không là mua đem về. Khúc qua phía trên thì người ta chỉ bán cá. Còn khúc này thì có anh chị các bà ngoại ngồi đi bán thôi. Cái tiệm này thì đối diện xéo xéo với lại cái hàng này nó đối diện xéo xéo với lại cái chỗ bán cháo cá hôm bữa trước Tisu có quay với cả nhà đó ha. Rồi bây giờ mời cô chú anh chị các bạn thưởng thức bánh bèo cùng với Tisu nha. Cái bánh bèo này á, nó bánh ngọt là có vị thơm của nước dừa, muốn một chút xíu ngọt ngọt, ăn với đậu xanh nó quyện vào cái hương vị cũng khá là ngon. Nhưng mà đúng như bà ngoại nói hồi nãy, nếu mình ăn một phần mà 20 ngàn là ăn hết, 15 ngàn là thấy quá sáng rồi, ăn nổi nhiều lắm. Chị Xuân mới vừa ăn bánh bèo màu trắng. Nói chung là ở đây cái bánh họ đổ dày bột lắm, cho nên là ăn bao no luôn nha cả nhà. 15 ngàn là ăn no, no lắm hết. Đang thử xúc tôm. Này, trời tức mắm lên nè. Này có vị hành nữa nha cả nhà. Ta
sau một hồi ngồi ăn thì hết sạch cái gì bánh bèo rồi nè. Ai bà ngoại vẫn còn rồi đang bán, nãy giờ là 5 hộp bán được 2 hộp rồi. Ai bán từ ngoại bán từ 5 giờ rưỡi hả? Cho đến chắc khoảng 8 rưỡi là hết ha. Có bữa hết, có bữa còn, có bữa nào tới 9 giờ, 9 giờ mấy. Dạ, nó tùy theo bữa ha. Dạ rồi, con cảm ơn ạ. Cô chú anh chị các bạn, Jesus giới thiệu cả nhà một cái chỗ này ha. Mình thích ăn thử bánh bèo bà ngoại bán thì mình ghé lại đây mình mua ủng hộ nha. Bán ở bên góc đường, ở bên đường Như Ông ạ. Jesus xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại cô chú anh chị các bạn trong những chương trình lần sau. Chúc mọi người luôn vui khỏe, hạnh phúc và bình an.